Rồi cứ thế là đảo lên thôi. Ôi cái khoai ông cua ông ấy cho vào tủ lạnh cứng quá anh em ạ. Có bốn thứ này thôi anh em. Khoai này, chép tàu, chuối tây với cả cái mồi của mình. Mồi của mình anh em câu lâu thì biết. Độ này chắc là vài hôm nữa mình phải trộn và gửi cho anh em hết 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 mất rồi. Khoai nó bỏ vào ngăn đá, mình bỏ ra ngoài thời gian nó chưa được lâu, nó cứng quá anh em ạ. Ngon lắm. Ôi, cứng quá. Khoai lang này em trộn cái lúc mà nó đang nóng ấy, nóng là ấm tay ấy, trộn thì câu nó bén hơn, nó nhạy hơn. Trộn mình câu khi nào hết mồi thì về. Đây là mình trộn hôm nay trộn hơi nhiều anh em nhé. Này, khoai nó thành cục này, bóp nó khó. Lâu lắm rồi không đi câu cá, không đi lăng xê lăng sủng gì cả, nhớ nghề lắm nha anh em. Mà công việc mà nhà cũng có việc nữa là bận mình không đi câu được, không kéo nhiều anh em lại tưởng mình nghỉ kênh rồi cũng lên. Mình vẫn làm kênh anh em nhé, nhưng mà do bây giờ không có thời gian nên là không ra video được cho anh em xem thôi. Vẫn làm kênh là bán lăng xê và mồi câu lăng xê. Đây còn đang ốm dở này, mày giọng nghe nó hơi khàn. Cần bóp càng nhuyễn càng tốt anh em ạ. Rồi, mùi thơm ngon lắm rồi anh em. Thơm ngon bổ dưỡng lắm rồi. Cần gì nhiều đâu, nguyên liệu rất chi đơn giản thế thôi. Anh em nào mà không lấy mồi của mình, không lấy cái gói tín dụng đấy thì anh em thay thế tạm bằng cái khác, cái gì đấy cũng được, thử xem, biết đâu nó lại nhạy hơn thì sao. Cái mồi của mình thì anh em trong Sài Gòn câu cũng báo cá rất chi là nhiều anh em nhé, không phải mỗi ngoài Bắc đâu. Mồi của mình là chủ yếu là cá trôi mới chép, trôi nó rơi trôi chép chấm luôn, là thập cẩm thì nó vẫn dính, thế nhưng mà cái tỷ lệ mà dính trôi ấy, nó phải rơi về tầm 70% anh em ạ. Là câu là lên trôi nhá, trôi gấu trôi không gấu lên hết. Trôi gấu thì ngâm lâu tí thôi. Rồi tối nay đi câu luôn, không phải cho tủ lạnh tủ nước này nữa, là mình cho thêm tí nước anh em nhé, trộn cho tơi ra, nhão thêm tí nữa, mồi này này hơi khô. Anh em mà nhìn ở video khả năng là nó ít đấy, nhưng mà không ít đâu,
nhiều rồi phết đấy. Này hôm nào phải đến 2 cân, gần 2 cân mồi. Vẫn cần thêm tí nước. Trộn nhiều quá. Mỏi cái tay rồi. Ok, mùi ngon rồi nha. Cực kỳ thơm luôn. Mùi thính dụ của mình tỏa lên. Mùi thơm, ngọt, hơi hăng hăng tí. Không biết là có được cá không anh em nhá. Hoàng cầu thì mấy hôm trước người ta cho câu. Giờ đánh ba tiêu ba tủng các loại rồi. Đông lắm, mấy hôm trước thì đông cần lắm. Lượng cá thì bây giờ chắc là nó như là cá tự nhiên rồi. Cái khoai mà bây giờ tay vẫn còn lạnh anh em ạ. Đó, đến tối ngấm khoánh luôn. Cái này trộn xong như này là câu được luôn anh em nhé, không cần phải chờ đợi gì cả, nhưng mà do mình trộn trước để đến tối đi. Thính câu lục xin chào bà con. Đấy. Ok rồi. Thế thôi. Bây giờ ra chuẩn bị cần câu. Lúc nào chuẩn bị đi thì nắm trước mấy cục mồi ra đỡ phải lắm. Là xong. Hy vọng là sẽ có cá cho anh em xem. Em trộn lòng hoàng lâu tôi phết đấy tưởng đâu. Tại cái này mình cần càng nhuyễn càng tốt mà. Cái khoai lang mình lại nhục cái là nó lại đóng đông. Nó lại để trong ngăn đá, nó bóp nó mới lâu. Còn nếu mà khoai mà ấm ấy, thì không khéo giã từ nãy là xong rồi. Trộn chục phút là xong rồi. Ok. Rồi, giờ cho vào túi ni lông. Ra chuẩn bị cần câu, cần kéo. Lăng xê, rồi xốp. Tối đi chiến 2 cần anh em nhé. Không biết là đấy còn cá gì thì cách đây mấy năm hay 4-5 năm mình có câu một lần rồi. Hôm đấy thì toàn là rô phi con với cả chép thôi. Chép con. Hy vọng là sẽ được con gì đấy to. Ok, xong. Cho vào túi ni lông anh em nhé. Ok. Rồi giờ đi rửa tay rửa chân anh em nhá. Ok, hẹn gặp anh em khi ra hồ thì mình sẽ quay phim tiếp anh em xem. Chào anh em nhá. Đây mồi lăng xê.
một lưng C bỏ tủ lạnh nhá. Câu từ lần trước lâu lắm rồi, mồi này cũng phải tầm cả tháng rồi anh em ạ. Mình buổi tối treo ra ngoài để giã đông nhá, mai đi câu anh em nhá, để xem cái mồi lăng xê mà để cả tháng rồi thì câu nó thế nào. Để cả tháng ở trong ngăn đá nha anh em nhá. Ok, giã đông chiều mai đi câu. Thực ra thì giã đông cần vài tiếng thôi, nhưng mà tủ lạnh lại xa quá, thế là mình mang xuống đây mình treo. Để đây để mai đi ra hồ anh em nhá. Anh em mai thử xem cái mồi để cả tháng rồi câu nó như nào. Okay. Hello anh em, đây mồi hôm qua giã đông đấy nhá. À, bây giờ đi ra quánh lăng xê thôi, đi ra hồ mình quay phim tiếp anh em nhé. Đấy, quên cái này. Có một cần thôi nhưng mà mình nắm trước anh em nhé. Mình nắm sẵn đi để ra hồ đỡ phải nắm, ra hồ ra cần cái nào vụt thôi anh em. Ok. Có quả vừa ném xong chim nó cũng trôi nó cũng ăn mà. Ngon ngon. Có các cụ mới ủng hộ anh em tối nay tất nhiên rồi, chim phải đó. Ừ. Trôi. Lôi vào ngoan như này là dễ chim lắm anh ạ. Chim được. Yeah. Lôi ngoan như này là chim. Con này có được cân không? Con này á, được 3 lạng. Nhấc thẳng. Một mình ta một hồ nhớ cẩn thận nhá. Để đúng đà nó không có quải lưỡi. Hay là lấy vợt. Nhất mẹ lên con này cần gì vợt. Ơi, nó dậy. Nửa cân. Ừ, 5-6 lạng đấy. Thì anh ơi, móc mùi về thôi. Ôi. Anh cầm máy đi em gỡ cho. Thế đây em bỏ ra thay mồi chứ. Bụi quá. Chịu thế lại sạch. 3 phút nhỉ, chưa được 3 phút, 2 phút. Ok. Là 3 phút đi. Mắc rồi à? Ra được. Ôi, dòng kiểu đéo thế mà để cái ngọn nó mắc vào kia. Nó mắc vào ngọn cây dướng kìa em. Ôi, quấn. Ở đây, vào tít trong này rồi. Ở đây, ừ. Cước cây của thằng nào vậy? To. Được anh ạ. Phải vợt không? Như con rồi ạ. Cùng một mè, cùng một lứa. À. Được 15 phút chưa nhỉ? Thì con vừa dọc ném được 3-4 phút luôn nhỉ. Phát sau vợt thì không có quải lưỡi. Wow. Bận tài quá. Ủa đây tối tất niên thật à? Đấy, anh thấy ông ra phải chào các cụ. Xin phép các cụ. Ừ. Cụ cho. Làm xong cái đơn này. Bung rồi em ơi. Bung rồi. Báo cáo anh em nhá. Ôi bóng mất. Ừ. Anh em một em hàng khủng. Ui còn đẹp thế nhỉ. Còn đẹp thật đấy. Để anh xách hai con kia lên nữa cho vào cơ thể. Hai con này khủng thế. Đâu có cân được cân thử. Con này chắc gần 3 cân, không được 3 cân đâu, tầm 2 cân 7 hay 2 cân 8. Đẹp đấy. Đây được. Hết pin, 5% pin rồi anh ạ. Thằng Triệu vừa xong nó bảo em, nó bảo anh Tuấn mai về đấy. Anh trước nó bảo toàn 27 về, về sớm đấy.
một cái phao mình có 5 cm cũng được. Lấy con một con mai em xuống xem em lấy được không, sáng mai tháo ra rồi anh không rũ rũ đi à, rũ ra thò ra đó. Kia rũ đi giặt rồi á, anh vừa dính ở đây bẩn này nó tanh. Ớt sẽ bỏ vào hoặc mấy anh em ngồi hợp lý không? Ngày mai còn đức kích sang bên Cổ Nhuế ăn Tất Liên. Ban ngày á? Tối à, tối thì mình ăn trưa. Ý mồi này hay ném đi. Kệ cái chọp đấy, tí về vứt tủ lạnh. Điều cây cầm à? Ý, 8 giờ chưa? 8 giờ. Ý. Cá sách thì cũng được. Anh đội cái mũ luôn vào đi cho nó lấy. Và túi bóng. Sao túi bóng làm gì, túi to mà đựng. Đây có mũ cái túi xanh này, hai túi xanh này. Không vừa đâu. Không vừa đâu. Còn cả nữa. Đấy, hai con đấy nó mập ra. Nó cứu được con cá to nhỉ. Đây cho vào này nữa. Thắt luôn vào, thắt vào xong cho vào cái túi này sách. Hấp tất. Có một cái đầu này đỡ bẩn. Ý dồi. Còn quên cái gì không nhỉ? Anh ném mỗi một cái ống bơ thôi phải không? Một cái bị Văn Dũng thu mẹ. Còn gì nữa nhỉ? Hết rồi, chống cần em rút rồi. Đang khoảng đây. Ơi.